bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể quản lý người sử dụng trên phần mềm như thế nào. <laughs> điều này là một cái vấn đề mà cũng có khá nhiều các cái doanh nghiệp mà đang mong muốn được hướng dẫn để có thể quản lý một cách chính xác các cái yêu cầu của đơn vị. sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức các bạn quản lý người sử dụng như thế nào. Đầu tiên chúng ta vào hệ thống, chúng ta chọn quản lý người sử dụng. Trước tiên, tôi xin nói cho các bạn biết là trong này có hai cái phần có sẵn. Thứ nhất là phần kế toán tổng hợp và phần thứ hai là phần uh, admin. Cái phần admin này là quyền của người quản trị hệ thống cao nhất của các bạn. Người admin có quyền quản trị tất cả những người khác thay đổi tất cả những cái thông tin của người khác và tạo lập những người khác còn khi các bạn vào là một người sử dụng bình thường các bạn không có quyền sửa đổi cái gì trong này thế thì ở đây chúng ta lưu ý cái phần này ví dụ ở đây tôi muốn nói ví dụ ở đây chúng ta chọn sửa thì các bạn nhìn thấy không các bạn chỉ sửa được họ tên thôi và diễn giải thôi và điền vào nó là cái gì chức vụ như nào địa chỉ email thế nào chứ các bạn không được sửa các cái thông tin lên trên này. Riêng về phần mật khẩu thì đang hiện tại đang để trống, các bạn có thể là sửa đổi. Nếu chúng ta muốn phân quyền, ví dụ trong một uh, kế toán vào trong một bộ máy kế toán bao gồm có kế toán thanh toán là những người làm liên quan đến vấn đề thanh toán trong đấy có bao gồm các phiếu thu, phiếu chi uh, đúng không? Rồi thanh toán. Cái thứ hai là cái phần kế toán kho. Kế toán vật tư ấy thì chỉ được làm liên quan đến phần kho. Có thể là ở đây người ta quản lý cho cái phần kho, ví dụ ông kế toán kho ông chỉ được nhập xuất nội bộ thôi. Đấy. Còn có kế toán mua hàng và kế toán bán hàng. À, những người này đều có cái chức năng là anh được sử dụng những chức năng gì trong cái cái phần uh, phần mềm thế đầu tiên ví dụ chúng ta chọn kế toán thanh toán chúng ta chọn thêm ở đây chúng ta chọn tên nhóm là kế toán thanh toán diễn giải nhóm này để làm cái gì <laughs> thì đầu tiên ấy, là cái các cái thiết chức năng để phân quyền cho họ được làm cái gì đối với kế toán thanh toán. Đầu tiên là đối với cái danh mục thì chúng ta thấy này, chúng ta có thể chọn xem. Đấy, chọn xem. Thế thì các bạn có cho họ quyền để các họ có thể thêm trong danh mục không? Ví dụ như ở đây chúng ta cho thêm cái danh các cái danh mục và đồng thời cái việc này các bạn có thể cho phép họ sửa không? Thế thì các bạn tích vào đây, họ được làm những việc gì? Ví dụ như chức năng ẩn hiện cột là cái chức năng quản trị của phần mềm nó tạo ra các cái báo cáo chẳng hạn. À, sửa đơn giá, tức là cho phép sửa đơn giá hay không? Cái tiếp theo là ví dụ như phần tiền mặt thì họ được làm cái gì? Ví dụ ở đây chúng ta cho phần tiền mặt là đương nhiên là họ ví dụ được sửa được thêm được sửa nhưng không được xóa, các bạn bỏ trống được, in được, ghi sổ được, bỏ ghi sổ được ẩn hiện cột trong các cái chứng từ chẳng hạn. rồi là phần ngân hàng. Tôi ví dụ này, thì các bạn cho họ cái quyền gì thì các bạn tích vào đây. Còn những cái cái còn lại các bạn không cho họ quyền gì cả thì họ không vào được nhé. À, kéo lên kéo xuống thì các bạn sẽ nhìn thấy có khá nhiều các cái à, cái dưới này mà chúng ta cần phân quyền. Nữa. Ở bên cái cột bên phải nó là cái cột các báo cáo không được xem. Các bạn có thể chọn tất cả sau đấy các bạn bỏ đi vì nhiều quá các bạn tìm cũng hết đúng không ở đây ví dụ như cho họ xem cái nhật ký thu tiền chi tiền thôi rồi là sổ quỹ đúng không sổ quỹ tiền mặt đấy sổ quỹ ngân hàng rồi là các cái bảng kê liên quan đến ngân hàng chúng ta tìm ở đây là ngân hàng đấy cái này được bỏ thích đi À, chúng ta đánh vào đây thì nó lọc thì chúng ta xóa đi nó lại ra bình thường đúng không? ví dụ như họ chỉ được xem một số các cái báo cáo này thôi. thế thì như vậy là các bạn đã tạo được một cái đối tượng là đối tượng kế toán thanh toán là cái nhóm này. thế trong cái nhóm này thì có bao nhiêu người? trong cái nhóm này thì có ví dụ như tên đăng nhập là thu, đúng không? ông này là ông, ông Nguyễn Văn Thu, à, ông làm thủ quỹ thu tiền Đấy mật khẩu các bạn có thể bỏ trống. Sau họ tên chức năng danh là cái gì? Đấy. Sau đó các bạn thêm mới một người này ông ông chi chẳng hạn đấy Hay là các bạn có thể giữ phim chip để đánh chữ hoa chữ thường à, đấy ví dụ chi ở đây đấy thế thì những người này là những người có quyền thao tác liên quan đến cái vấn đề là à, được quyền sử dụng cái gì thì các bạn sau đây các bạn thoát ra các bạn vào lại phần mềm và vào những cái tên này thì các bạn sẽ biết là các bạn tích vào những cái đối tượng mà không được quyền sử dụng sẽ không được truy cập cái thứ hai là đối với kế toán tổng hợp thì chúng ta nên tạo ra một người chuyên về kế toán tổng hợp cái đặc trưng của kế toán tổng hợp ấy là họ được quyền làm liên quan đến vấn đề báo cáo các bạn nhé ở đây các bạn có thể nhìn thấy là kế toán tổng hợp làm được tất cả những cái liên quan đến cái tổng hợp số liệu ví dụ như phần tổng hợp đây họ được làm những cái này thì quyền của kế toán tổng hợp là về cơ bản nó gần bằng cái quyền của người admin nhé ở trong cái phần hệ kế toán tổng hợp này các bạn chọn kích vào đây chọn thêm mới là xong và các bạn nhớ là các bạn tạo ra các cái cột bên này là cái cột phân quyền còn bên này là những người sử dụng vì trong mỗi một nhóm như thế này thì thường có nhiều người thì trong quá trình làm ấy thì chúng ta nhìn thấy sẽ có một cái nhật ký truy cập để cho các bạn biết là ai làm cái gì vào thời điểm nào và sử dụng tiện ích gì cái phần nhật ký truy cập này chỉ lưu cho các bạn 6 tháng số liệu vượt thời gian vượt qua 6 tháng phần mềm sẽ tự xóa đi những cái trước đấy đơn giản thì tại vì nó không cần phải đến dài như thế và cái thứ hai nữa lưu vào thì dữ liệu sẽ là càng nhiều và cũng không phải là vấn đề hay thì ở đây ý, thì các bạn nhìn thấy là đối với cái 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 phần nhật ký của người người sử dụng này các, cho phép các bạn có thể kiểm tra được ai làm cái gì lúc nào đặc biệt là liên quan đến cái phần uh, phần 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 uh, quản trị của người sử dụng nhưng mà tôi nhắc lại là một cái đấy này đối với các khách hàng sử dụng bản online internet thì các bạn phải đặt mật khẩu tất cả các tên người sử dụng điều này khi các bạn đặt xong ấy <laughs> chúng tôi cũng không truy cập được vào <laughs> sẽ giúp các bạn cái gì cái này sẽ giúp các bạn là <laughs> quản lý số liệu và điều này chúng tôi nói trước cho các bạn là chúng tôi không chịu trách nhiệm trách nhiệm về việc bị lộ thông tin dữ liệu do các bạn không đặt về việc bị lộ thông tin dữ liệu do các bạn không đặt mật khẩu tại vì nếu các bạn không đặt mật khẩu thì ai cũng có thể vào được máy của các bạn nhưng mà ví dụ như các bạn đặt mật khẩu rồi thì bản thân chúng tôi nó có cài phần mềm của các bạn chúng tôi cũng không thể vào được điều này là điều đảm bảo cái bảo mật cho thông tin cho quý doanh nghiệp chứ không phải là chúng tôi làm gì chỉ trừ trường hợp mà khi mà các bạn yêu cầu chúng tôi làm cái gì đấy liên quan đến mật khẩu thì chúng tôi mới có thể có quyền để vào khi các bạn cho chúng tôi làm còn bình thường các bạn không tiết lập mật khẩu thì chúng tôi không làm được gì đối với cái dữ liệu của các bạn và chúng tôi cũng khuyên các bạn rằng các bạn sử dụng các cái chức năng như là sao lưu số liệu, à, các cái tiện ích là tiện ích sao lưu dữ liệu để các bạn có thể à, à, chuyển dữ liệu và về máy tính của các bạn để đảm bảo cái việc rằng là số lượng số liệu được sao lưu. Thế thì cái phần sao lưu số liệu thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sau bằng một cái video khác đấy là những cái video nó mang tính chất tiện ích của phần mềm và đảm bảo cái việc số liệu của các bạn nó luôn chạy ngon lành và đảm bảo cái việc không bị mất số liệu và cái việc lưu các bạn nên làm thường xuyên